Xin chào các bác nha. Thì cái đôi loa của anh Kiên hôm trước mà em gửi về Việt Nam cho anh Kiên ấy, thì anh Kiên anh đã ở Thái Bình ấy, thì anh đã lấy về nhà và đã nhận được tay. Thì cái hàng em đóng thì đóng sơ để gửi xuống công ty vận chuyển phát nhanh về Việt Nam, thì em đóng để gửi đảm bảo ấy, nên là em không cần chèn xốp hay là chèn, em chỉ chèn giấy sơ thôi. Nhiều bác vào comment bảo là như thế thì không đạt thế nào ấy, thì các bác yên tâm, em gửi đảm bảo bưu điện bên này họ làm chuẩn lắm, chứ không 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 ném hàng vứt hàng như mình đâu. Thì đến anh kia anh nhận được về tay thì đã ok ngon lành, không có vấn đề gì về hàng, kể cái hộp không có bị móc méo cái gì luôn. Thì anh đã có cái những cái video test hàng nó rất là hài lòng, và anh bạn của anh đấy cũng muốn mua một đôi như này, đã yêu cầu em là đi ra cửa hàng để lấy nốt cái hàng ở ngoài kia về gửi cho anh bạn anh đấy. Thì có video của anh kia anh ấy test hàng cái đôi loa em gửi về Port 201 monitor hàng USA, thì mời các bác cùng xem cái đoạn nhạc của anh, đoạn loa của anh Kiên anh quay lại test cái đôi loa này để cùng xác nhận cái loa của anh Kiên đã về đến Thái Bình đàng hoàng nhé. Trần Việt Phú đã gửi về Việt Nam cho tôi và tôi cảm ơn anh nhiều. Bây giờ tôi đang test nhạc không lời để gửi lại cho anh. Bootsell 201 monitor USA